Thánh Cha gửi 15.000 cây kem cho các tù nhân ở Roma. Hôm 7 tháng 9 2021, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cho biết Đức Thánh Cha đã gửi 15.000 cây kem cho các tù nhân ở Roma giữa những ngày hè nắng nóng kỷ lục năm nay. Thông cáo của Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha nói rằng các hoạt động của văn phòng vẫn tiếp tục trong suốt mùa hè. Các tình nguyện viên đã dành thời gian nghỉ hè để thực hiện 2/7 mối của lòng thương xót thể lý, thăm viếng tù nhân và an ủi người đau khổ. Giúp đỡ tù nhân. Bên cạnh sự trợ giúp thường xuyên được thực hiện qua các tuyên úy, cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đã thực hiện những cử chỉ đơn sơ theo tinh thần tin mừng để giúp đỡ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn người trong các nhà tù ở Roma. Cách cụ thể, 15.000 cây kem đã được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, gửi đến các tù nhân của hai nhà tù Regina Quenli và Rebibbia ở Roma. Những hoạt động khác của lòng thương xót. Thông cáo nói thêm rằng các công việc khác của lòng thương xót thể lý như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, biếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhà và chôn cất người chết, được sở từ thiện đặc biệt chú ý trong những tháng hè, khi nhiều bếp nấu ăn cho người nghèo và cơ sở từ thiện hạn chế các hoạt động của họ. Do đó, như mọi năm, những nhóm nhỏ những người vô gia cư hoặc những người sống trong các nhà trọ tiếp đón người vô gia cư được đưa ra biển hoặc một hồ gần Castel Gandolfo để thư giãn và ăn tối trong một tiệm bánh pizza. Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng họ cũng cung cấp thuốc và thiết bị y tế cho các nước đang phát triển. Ví dụ, chỉ trong tháng 8, một máy chụp cắt lớp đã được mua cho Madagascar trị giá khoảng 600.000 đô la và việc chuẩn bị cho các phòng khám y tế, cải tạo hoặc xây mới đã được hoàn thành với giá gần 2 triệu euro ở 3 trong số các quốc gia nghèo nhất ở châu Phi.